Xin chào các bạn, mình là tên là Mai Quy. Hiện tại giờ là mình đang đứng ở vườn lan của mình. Thì hiện tại mình đang kinh doanh tại trang web siêu thị hoa lan.com. Rất là vui làm quen các bạn cũ và mới. Thì hiện tại bây giờ là cái mùa là đi, bây giờ là tháng 8, là những cây giả hạt hay gọi là thân thông. Thì hiện tại là đang vào giữa mùa, hiện tại là đang vào giữa mùa phát triển nha các bạn. Nên cây đang phát triển rất là sung mãn. Đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cây lan giả hạt ở vườn mình mà mình thấy nó đang phát triển đẹp, mình giới thiệu các bạn. Và có những cái loại hoa to thơm, đó là thứ nhất là mình muốn giới thiệu một cây. Cây này đó là cây hoa quai tím xưa. Đây, nếu các bạn mà đã từng chơi hoa quai hay là những các bạn mà đã chơi lan khoảng 5 năm về trước thì đều biết là cây hoa quai nó có hai màu, đó là hoa quai trắng và hoa quai tím xưa. Thì mình đã làm mấy cái video về hoa quai trắng, nhưng mình vẫn chưa làm một cái video nào giới thiệu về hoa quai tím xưa. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đây cây hoa quai tím xưa. Hoa quai tím xưa tại sao mình chưa làm video? Tại vì lý do là nó hiếm nên nó ít có khi nào có sản phẩm nhiều để mình làm, thường nó ít thôi. Hôm nay thì mình có khoảng dày có khoảng được 20 ngọn cây xưa. Là cây này là hiện tại là ươm từ cái ki, các bạn thấy không? Rõ ràng ươm từ cái ki lên. Đó. Thì hoa quai tím xưa này thì nó có những cái đặc tính như là thân nó rất là thẳng, và thân nó tuy là màu tím nhưng mà thân nó là xanh như là cây hoa quai trắng. Tóm lại là cây hoa quai trắng và hoa quai tím xưa là hai cái thân nó giống nhau, không hề khác nhau tí nào. Đây chúng ta thấy đây là cây hoa quai trắng này, đây là giò hoa quai trắng này. Đó. Không có khác chút nào, cũng xanh như nhau, lá cũng dài như nhau. Nên là cây hoa quai tím đó, chúng ta có thể khá như là dễ nhầm với hoa quai trắng, và hoa quai trắng dễ nhầm hoa quai tím. Hai giá thành cũng như nhau, nên những cây này nếu mà chúng ta có mua nhầm thì bên công ty Mai Quy đều có bảo hành của chúng ta. Ví dụ trắng muốn đổi qua tím cũng thoải mái, mà muốn tím muốn đổi qua trắng cũng rất là thoải mái luôn, bởi vì giá nó cũng như nhau và giá trị nó cũng như nhau, nên các bạn yên tâm về vấn đề giống. Mình bán cái này đã gần 10 năm cái hoa quai này rồi, lúc nào cũng có hàng để bù cho các bạn hết. Nên vì lý do kỹ thuật như là không phân biệt như vậy thì làm cho chúng ta dễ bị nhầm thôi, chứ thực sự là những cái cây hoa quai này thì giá trị như nhau các bạn ha. Cái cây mà mình muốn giới thiệu cặp đây luôn thì mình đã giới thiệu nhiều lần, đây là hoa quai trắng, đây là giò sau lưng mình cũng là hoa quai trắng. Hiện tại là đang vào mùa phát triển, cây rất là sung mãn mạnh. Chúng ta mà trồng hoa quai mà chúng ta trồng tốt thì nó đẹp, vừa đẹp lá vừa đẹp thân, thân nó thẳng và xanh. Đây là những cái thân mà chúng ta thấy như vậy là đẹp, nhưng mà không đâu, những người trồng lan hoa quai có thể là trồng bằng ngón tay út, ngón tay trỏ, tức là nó to hơn như vậy nè, đó là chúng ta thấy nó đẹp dữ lắm. Thậm chí có thể là trồng, mà có người nói ngón tay cái, ở trong Nam mình thì hơi bị khó. Hồi nãy giờ mình đã giới thiệu các bạn hai loại, đó là hoa quai tím xưa và hoa quai trắng xưa. Bây giờ mình muốn nhấn mạnh một cái loại thứ ba, các bạn nhớ nha, đây là cây hoa quai Thái nha các bạn ha, chiếu hơi bị nhầm. Cây này là cây mới, cây này là được cây cấy mô từ cái cây hoa quai trắng xưa này. Đây là cây hoa Thái, chúng ta thấy thân lá nó cũng rất là giống với cây hoa quai mà xưa, nhưng giờ nhờ cấy mô nên giá rất là rẻ. Hiện tại hàng này là hai, một giò nó là hai ngọn, một giò nó hai ngọn. Tóm lại mà chúng ta mua là một giò nó sẽ là hai ngọn các bạn ha. Nên là một giò hai ngọn này thì hiện tại giờ mình có khoảng 10 giò là hết hàng luôn. Hoa quai trắng xưa này một năm nó chỉ có khoảng một lần thôi, thì do cái loại này hai ngọn là giá nó tuy là nó khá cao, nhưng nếu chia làm hai thì giá này rất là rẻ. Cây đang phát triển rất là mạnh các bạn ha. Đây là cây hoa quai trắng xưa, đây là cây thứ ba mình muốn giới thiệu các bạn trong cái video này. Đây là sản phẩm hoa quai trắng xưa. Đây là sản phẩm hoa quai Thái Lan cây mới. Sản phẩm này là bán theo giò, một giò nó là có hai ngọn. Còn sản phẩm những hoa quai tím xưa và trắng xưa là bán tính theo ngọn các bạn ha, chứ không phải bán giò mà tính theo ngọn. Một cái sản phẩm thứ tư mà mình muốn giới thiệu trong cái video này, đây là cây giả hạt hồng, là cây giả hạt hồng, và một cây nữa gọi là cây giả hạt hoa quai giả hạt hà hồng. Đây là cây giả hạt hồng, xin lỗi các bạn, đây là cây giả hạt hồng, cây thứ tư mình muốn giới thiệu các bạn.
Đây này là cây nó có máu là Hawaii, nhưng mà thực sự là nó không có dính gì tới ha. Hawaii cái chỗ là cái thân của nó là mình thấy là nó to. Tóm lại là cây này là cây giả hạt hồng của Thái. Lúc mà nhập thì đối tác nói là có lai với Hawaii, nhưng mà mình thấy là nó chỉ giống lá thôi, chứ thân này nó khác. Cái thân của Hawaii là chúng ta thấy là nó suôn đều xuống, nó không bao giờ nó mập ở chỗ nào hết á. Nhưng cái thân này là chúng ta thấy nó gần như nó muốn lai chầm, tại vì cái thân nó nù, nó nụ mập, cái ngọn thì nó ốm và dưới nó nù ra. Thì cái cây này là Hawaii hồng, bông rất là đẹp và sáng sang trọng. Thường chúng ta là có tím, nhưng mà cây này là cây hồng các bạn ha. Thì hiện tại giờ cây hồng là ở công ty mình đang bán tính theo giò. Vậy thì từ nãy giờ mình muốn giới thiệu các bạn bốn loại, đó là Hawaii tím xưa, trắng xưa là bán theo ngọn, còn Hawaii trắng mới của Thái Lan và giả hạt hồng Thái Lan thì tính theo giò. Thì chúng ta mua những cái giò lan này về thì chúng ta thấy nó có những cái khúc gỗ dày, thì Mai Quy sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta gia cố ha. Thì chúng ta làm cho nó thêm nó tốt hơn. Một là chúng ta thêm sơ dừa hay là chất chồng như là dớn hay là sơ dừa bệnh ở đây cặp vô. Hai là chúng ta cặp cái gỗ này vào cái thớt vú sữa hay là một cái miếng gỗ khác để nó thêm chất chồng, thì cây này nó sẽ ăn mạnh và phát triển nhiều hơn nữa. Còn cái cục gỗ này là nó trồng từ lúc cây mô lên, nó thành ra là bây giờ bắt đầu nó bị gọi là chật, khá là chật. Cây Hawaii trắng xưa, trắng mới Thái Lan này cũng vậy, thì chúng ta cũng phải thêm chất chồng, chứ ta thấy là rễ nó ra quá trời luôn nhiều à, nhưng mà không có cái gì bám nên cây của nó sẽ dễ dàng bị tình trạng gọi là thiếu chất chồng các bạn ha. Thì đây là bốn cái loại giả hạt thân dài, giả hạt đẹp thân, thân dài, hoa to và thơm. Mình muốn giới thiệu qua cái đợt video này. Chúng ta có nhu cầu mua những cái cây lan này thì chúng ta coi giá từng từ nãy giờ mình giới thiệu tới cây nào là mình đều có đăng cái giá ở dưới hết, và số điện thoại liên lạc và website siêu thị hoa lan.com. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn nhiều nhé.